Cùng với định hướng phát triển thu hút đầu tư tập trung vào ngành công nghệ cao, Bình Dương rất là quan tâm công tác thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch để phục vụ trực tiếp cho mục tiêu thu hút đầu tư lĩnh vực bán dẫn trong thời gian tới. Lợi thế của Bình Dương là có nhiều trường đại học cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp. Các trường luôn chú trọng đổi mới trang thiết bị dạy và học, nâng cao năng lực về quản lý, tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp chế tạo. Đặc biệt ở hai trường đại học lớn là trường Đại học Việt Đức và trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã có chương trình chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương là mô hình mới cùng với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã và đang phát triển công nghệ cao như bán dẫn, vi mạch. Thì hiện nay để thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi công nghiệp của Bình Dương và tham gia quá trình đó thì BKMX đang xây dựng một cái nền tảng dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp ở trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Đó là phòng lab, phòng trung tâm sản xuất tiên tiến, phòng lab về công nghiệp 4.0, tất cả các phương tiện về cơ khí, về IoT, về AI, cái nền tảng đó mà tổng công ty BKMX đầu tư không phải để cho riêng BKMX và VNPT mà để cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ, doanh nghiệp các nhà đầu tư trong Bình Dương có thể đến đó để xây dựng và thử nghiệm và tiến hành quá trình chuyển đổi của mình. Đơn cử như Lego hiện nay cũng đang xây dựng một cái trung tâm trong trường Đại học Quốc tế Miền Đông để đào tạo nhân sự. Ngành công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử. Đây là ngành công nghiệp mang tính toàn cầu và đang phát triển nhanh chóng, dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính, đến năm 2030, thế giới cần khoảng 1 triệu lao động cho tất cả các khâu thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử chip. Riêng tại Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư làm việc trong các nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời sẽ tạo ra 154.000 việc làm gián tiếp, đóng góp 360.000 tỷ đồng vào GDP. Nguồn nhân lực đang là thách thức lớn nhất để thu hút ngành công nghiệp bán dẫn. Theo đó, đã đặt yêu cầu về việc thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh Bình Dương có hai trường đại học mà quốc tế nổi tiếng, đó là trường quốc tế Miền Đông và trường quốc tế Việt Đức, trường đại học Việt Đức. Đó là hai trường mà thật sự có một lượng sinh viên rất là dồi dào. Chính vì vậy, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với hai cái trường này để đưa vào những chương trình học cụ thể đi sát với là nhu cầu của các doanh nghiệp mà cần thiết, chứ không phải chỉ có dạy lý thuyết mà nó phải đi song song với thực hành. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực sẽ là ưu thế để Bình Dương thu hút các đối tác đến đầu tư, phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng bán dẫn.